Con chào các con, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài 8 Ấn Độ cổ đại nhé. Trước khi vào bài giảng, cô luôn muốn nhắc nhở các con là cần phải lưu ý những lời dặn dò của cô như sau. Thứ nhất, các bạn cần phải lắng nghe lời cô giảng và ghi bài cẩn thận vào trong tập. Các bạn chúng ta có một số bạn hỏi cô, đó là cô ơi, làm sao biết được nội dung chỗ nào cần phải ghi bài? Thì cô luôn nhắc các bạn là chúng ta cần phải lắng nghe bài giảng của cô từ đầu đến cuối. Bởi vì trong bài giảng của cô đều có chèn những slide để mà các bạn chúng ta ghi bài. Các con chúng ta có thể nhìn phía bên tay phải. Đây chính là ký hiệu khi mà các con nhìn thấy chú bé cầm cây viết. Thì đó chính là việc các con cần phải ghi bài vào trong tập nhé. Và trong những slide cô giảng thì cô đều có những hiệu lệnh lưu ý các con, đó là chúng ta đã đến phần ghi bài vào trong tập. Như vậy thì hôm nay là đã đến bài số 8 rồi. Cô nghĩ các con đều phải quen với hành động đó là tự giác ghi bài vào trong tập. Và cái thứ hai đó là các con cần phải sử dụng viết bằng mực đỏ. Các con ghi tên chương, tên bài, tựa đề mục phải bằng viết mực đỏ nhé. Như cô có ví dụ cho các con, đó là chương 1, tựa đề bài 1, phần 1, 2, 3, La Mã cũng đều cần phải viết bằng mực đỏ. Và sau đó, những nội dung còn lại trong bài thì các con có thể ghi bằng mực xanh hoặc bằng mực tím, vân vân. Và lưu ý quan trọng thứ hai của cô đó là sau mỗi nội dung kiến thức bài học, cô đều có cho các con những phần bài tập để cho các con ôn tập củng cố lại nội dung kiến thức. Chính vì vậy, sau mỗi nội dung bài học thì các con cần phải làm bài tập theo những yêu cầu của cô. Như vậy, trước khi vào bài học thì cô cũng đã phổ biến lại cho các con những nội dung lưu ý và cô hy vọng là các con chúng ta sẽ nhớ để mà thực hiện cho đúng với yêu cầu của cô nhé. Nội dung cần đạt. Thứ nhất, các bạn chúng ta cần nắm được điều kiện tự nhiên. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu chế độ xã hội của Ấn Độ cổ đại gồm có những giai cấp như thế nào. Và nội dung cần đạt thứ ba, cô và các con sẽ tìm hiểu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại. Về nội dung chính, trong bài học, chúng ta sẽ gồm có 3 la mã như sau. Thứ nhất, các bạn tìm hiểu điều kiện tự nhiên. Thứ hai, đó là về xã hội Ấn Độ cổ đại. Và thứ ba la mã, đó là những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Và đây chính là nhiệm vụ mà cô và các con sẽ cùng tìm hiểu trong hai tiết học môn lịch sử ngày hôm nay nhé. Sau đây, cô mời cả lớp cùng quan sát hình ảnh quốc kỳ Ấn Độ. Khi quan sát quốc kỳ Ấn Độ, các con có thể trả lời cho cô câu hỏi đó là quốc kỳ Ấn Độ có những màu sắc và có biểu tượng như thế nào không? Nhìn vào quốc kỳ Ấn Độ, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy quốc kỳ gồm có 3 màu sắc. Thứ nhất đó là màu vàng nghệ thẫm sẽ tượng trưng cho sự hy sinh của các lãnh tụ. Thứ hai đó là màu trắng sẽ tượng trưng cho ánh sáng chân lý. Và thứ ba, đó chính là màu xanh lục, sẽ tượng trưng cho mối liên hệ của con người với thực vật trên trái đất. Và chính giữa quốc kỳ Ấn Độ sẽ có một biểu tượng bánh xe 24 nan hoa, gọi là Ashoka Chakra, thể hiện vòng xoay bất diệt theo quy luật. Và qua hình ảnh biểu tượng bánh xe 24 nan hoa này, đã thể hiện một ý nghĩa hết sức là đặc biệt, đó chính là Ấn Độ sẽ liên tục tiến về phía trước. Cô mời các con cùng đi du lịch đến Ấn Độ với cô nha. Đây chính là một lễ hội tắm nước sông Hằng, còn gọi là Kumbh Mela. Đây là một trong những lễ hội tôn giáo cổ và lớn nhất thế giới. Trong những ngày hội này, đã thu hút hàng ngàn tín đồ Ấn Độ giáo đã đến đây để mà trầm mình dưới lòng sông Hằng. Và các tín đồ Ấn Độ giáo tin rằng nước ở sông Hằng, hay còn gọi là sông Mẹ Linh Thiêng,
sẽ tẩy rửa mọi tội lỗi của họ. Lễ hội tắm sông Hằng có nguồn gốc từ rất xa xưa, cho đến ngày nay vẫn được duy trì và là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Lưu vực sông Ấn và sông Hằng là nơi xuất hiện một trong những trung tâm văn minh lớn của phương Đông cổ đại. Đây cũng là nơi chứng kiến sự ra đời của hai tôn giáo lớn trên thế giới là Hindu giáo và Phật giáo. Những thành tựu của cư dân vùng này đã góp phần đặt nền tảng văn hóa cho những quốc gia hiện đại như Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề này, chúng ta sẽ cùng vào bài học ngày hôm nay, đó là bài 8 Ấn Độ cổ đại nhé. Một La Mã, điều kiện tự nhiên. Cô mời các con cùng quan sát lược đồ Ấn Độ cổ đại và lưu ý những dòng chú giải nằm ở phía góc dưới bên trái của lược đồ. Bán đảo Ấn Độ nằm ở khu vực Nam Á, có ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường biển từ Tây sang Đông. Phía Bắc được bao bọc bởi dãy núi Himalaya, dãy Vindhya, vùng Trung Ấn, chia địa hình Ấn Độ thành hai khu vực, đó chính là Bắc Ấn và Tây Ấn. Cô xin lỗi các con, đó chính là vùng Nam Ấn. Về địa hình, phía Bắc được bao bọc bởi một vùng cung khổng lồ. Các con chúng ta cùng quan sát trên lược đồ, đó chính là dãy Himalaya. Ở giữa, đó chính là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn. Và phía Nam của Ấn Độ cổ đại, đó chính là cao nguyên Deccan, nhiều núi đá hiểm trở. Ấn Độ có đồng bằng sông Ấn, sông Hằng lớn và loại bậc nhất thế giới. Được phù sa màu mỡ của hai con sông này bồi tụ và có sơn nguyên Deccan với núi đá hiểm trở, đất đai khô cằn, vùng cực nam và dọc hai bờ ven biển là những đồng bằng nhỏ hẹp. Về khí hậu, ở lưu vực sông Ấn có khí hậu khô nóng và ít mưa, ở lưu vực sông Hằng có gió mùa nên lượng mưa nhiều. Như vậy các con chúng ta có thể thấy khí hậu sẽ phân hóa theo độ cao ảnh hưởng bởi địa hình. Xong rồi, các con chúng ta dễ dàng quan sát trên lược đồ. Ở Ấn Độ có nhiều con sông lớn như là sông Ấn, sông Hằng và những dòng sông nhỏ khác như là sông Namacha, vân vân, bồi đắp phù sa màu mỡ. Đây chính là nguyên nhân giúp cho người dân Ấn Độ họ rất giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp, đó là trồng trọt và chăn nuôi. Cô mời các con cùng ghi bài phần 1 La Mã, điều kiện tự nhiên. Nếu như trên bài giảng của cô, phần ghi bài nó có thời gian ngắn thì các con có thể bấm tạm dừng slide để mà chúng ta ghi bài nhé. Sau đây, cô mời các con cùng qua phần 2 La Mã, xã hội Ấn Độ cổ đại. Khoảng 2.500 năm trước công nguyên, người bản địa Dravida đã xây dựng những thành thị dọc hai bên bờ sông Ấn. Tuy nhiên, đến 1.000 năm sau, vào khoảng 1.500 năm trước công nguyên, người Arya từ vùng Trung Á di cư vào Bắc Ấn thống trị người Dravida. Vậy thì tại sao người Arya lại thiết lập chế độ đẳng cấp? Người Arya thiết lập chế độ đẳng cấp, họ buộc những người Dravida phải phục tùng hoàn toàn sự cai trị của mình. Đây là hai chủng tộc khác nhau. Người Dravida chính là những người Ấn Độ bản địa, còn người Arya di cư từ châu Âu đến và cai trị Ấn Độ. Họ đã phân chia xã hội thành các đẳng cấp, trong đó người Dravida ở những đẳng cấp thấp và phải phục tùng người Arya ở những đẳng cấp cao hơn. Cô mời các con cùng quan sát sơ đồ các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Đây cũng là hình 8.2, sách học sinh của các con.
Và quan sát sơ đồ trên, các con hãy cho cô biết xã hội Ấn Độ cổ đại được chia ra làm bao nhiêu đẳng cấp. Nhìn vào sơ đồ, chúng ta có thể thấy xã hội Ấn Độ được chia ra làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, Brahman, đây là giới tăng lữ. Đẳng cấp thứ hai là đẳng cấp Kshatriya, đây là những người quý tộc và chiến binh. Đẳng cấp thứ ba là Vaisya, là những người nông dân tự do, thương nhân, thợ thủ công. Và đẳng cấp cuối cùng cũng là đẳng cấp đông trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, đó chính là đẳng cấp Shudra, đây là những người thấp kém trong xã hội. Vậy thì các con cho cô biết đẳng cấp nào ở vị thế cao nhất và vì sao? Đẳng cấp Brahman, tăng lữ, là những người thuộc vị thế cao nhất trong xã hội. Cô mời con cùng quan sát, đây chính là một người tăng lữ ở Ấn Độ. Vậy thì tại sao những người tăng lữ được xem là những người ở vị thế cao nhất trong xã hội? Bởi vì con người lúc bấy giờ rất sợ các thần linh, vì họ cho rằng thần linh quyết định hết các hiện tượng xã hội như mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và thiên tai. Brahman được xem là những người đại diện cho thần linh, truyền lời của thần linh đến với loài người nên được tôn trọng và có quyền lực tối cao. Và sự phân chia xã hội thành 4 đẳng cấp, trong đó có những đẳng cấp là những đẳng cấp thấp kém nhất trong xã hội, đã tạo một cái mối hậu quả rất là to lớn đối với xã hội Ấn Độ đó các con. Sự phân chia xã hội hết sức hà khắc, bất công. Ví dụ như những người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau, những người thuộc tầng lớp thấp nhất phải phục tùng tuyệt đối những người thuộc tầng lớp cao hơn mình, đã tạo ra những vết rạn nứt sâu sắc trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Và những vết rạn nứt đó không chỉ có ở trong thời kỳ cổ đại, mà đến ngày nay xã hội Ấn Độ vẫn bị chia ra thành những đẳng cấp khác nhau. Đó là những sự phân chia giữa người giàu và người nghèo rất là sâu sắc trong xã hội Ấn Độ, đã tạo thành những cái tập đoàn khép kín, biệt lập, làm cho xã hội Ấn Độ cổ đại thêm chia cắt, phức tạp, và nó còn tồn tại dai dẳng tới tận ngày nay. Cô mời các con cùng ghi chép phần 2 La Mã xã hội cổ đại Ấn Độ. Vậy thì xã hội Ấn Độ cổ đại sẽ có những thành tựu văn hóa nào? Cô mời các con cùng đến với phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Cô mời các con cùng quan sát. Cô đã tổng hợp cho các con những thành tựu tiêu biểu của người Ấn Độ cổ đại, gồm có lĩnh vực tôn giáo, văn học, chữ viết, kiến trúc, lịch pháp và toán học. Như vậy chúng ta có thể thấy người Ấn Độ cổ đại đã đóng góp rất là to lớn đối với nền văn minh, văn hóa của nhân loại chúng ta. Đầu tiên, cô mời các con sẽ cùng đến với thành tựu đầu tiên của người Ấn Độ, đó chính là tôn giáo. Chúng ta sẽ đến thành tựu đầu tiên của người Ấn Độ cổ đại, đó chính là về mặt tôn giáo. Ấn Độ là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong đó có đạo Bà La Môn hay còn gọi là đạo Hindu, Ấn Độ giáo. Và tôn giáo thứ hai đó chính là Phật giáo. Cô mời các con chúng ta cùng quan sát. Đây là ba vị thần linh thiêng nhất trong đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn là tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ, sau được cải biến thành đạo Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo, đề cao sức mạnh của các vị thần.
Cô giới thiệu với các con, vị thần phía bên tay trái đó là thần Brahma, là thần sáng tạo. Tiếp theo, đó chính là thần ở giữa, đây là thần Vishnu, vị thần bảo hộ. Và vị thần thứ ba, đó chính là thần Shiva, đây là vị thần có sức mạnh hủy diệt và tái sinh. Hindu giáo quan niệm thần sáng tạo sẽ sinh ra các đẳng cấp và con người phải tuân theo sự sắp đặt này. Phật giáo do Siddhartha Gautama, Thích Ca Mâu Ni sáng lập vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở vùng phía Tây Bắc Ấn. Nội dung căn bản của Phật giáo là quy luật nhân quả. Theo đó, con người sẽ phải chịu tác động từ những việc làm tốt hay xấu của mình, và Phật giáo quan niệm tất cả mọi người đều được bình đẳng với nhau. Chúng ta sẽ đến thành tựu thứ hai của người Ấn Độ cổ đại, đó chính là chữ viết. Người Ấn Độ sử dụng chữ phạn. Chữ phạn là chữ viết ra đời từ rất sớm trên thế giới. Chữ phạn dùng để viết các tác phẩm tôn giáo lớn như kinh Veda và các tác phẩm văn học, tiêu biểu là hai bộ sử thi Ramayana và Mahabharata. Cô mời các con cùng quan sát, đây chính là hai bìa của hai cuốn sử thi rất là nổi tiếng của Ấn Độ, đó là sử thi Mahabharata và bộ Ramayana. Nếu như có thời gian, chúng ta có thể đến các nhà sách để mà tham khảo thêm nội dung của hai bộ sử thi này nhé. Thành tựu thứ ba của người Ấn Độ cổ đại đó là về mặt toán học. Đây là một thành tựu rất nổi bật của người Ấn Độ cổ đại. Người Ấn Độ chính là những người phát minh ra số đếm từ 0 cho đến 9, và họ đã sử dụng từ rất sớm. Sau này thì bộ chữ số được người Ả Rập tiếp thu và truyền vào châu Âu. Các bạn hãy đọc cho cô một em có biết ở sách giáo khoa trang số 43. Các nhà toán học Ấn Độ xem không ký hiệu một vòng tròn là một số. Vào thế kỷ thứ 7, nhà toán học Brahmagupta đã luận giải tính chất toán học của số 0 như sau. Khi cộng 0 vào một số hoặc lấy một số trừ cho 0, số đó sẽ không đổi, và nếu một số được nhân với 0, nó sẽ thành 0. Đây được xem như là quy luật toán học của số 0. Vậy thì các con hãy cho cô một ví dụ về phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của người Ấn Độ cổ đại. Các con có thể tự làm ở nhà nhé. Sau đây, cô mời các con cùng đi tham quan công trình Đại Bảo Tháp Sanchi. Đây là một công trình nằm ở bang Madhya Pradesh ở Ấn Độ, với kiến trúc Phật giáo được làm bằng đá. Thờ Đức Phật được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Cô mời các con cùng tham quan cột đá Asoka. Cột đá được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên do một vị vua rất sùng bái đạo Phật của đất nước Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ, đó chính là nhà vua Asoka xây dựng nên. Trụ đá cao hơn 15 mét và trên trụ đá có 4 con sư tử dựa lưng vào nhau đặt trên một trụ ngắn tròn. Và tiếp nối với đoạn hình trụ là đê bán cầu hình hoa sen chốt ngược xuống. Chúng ta sẽ cùng quan sát hình phía bên tay phải. 4 con sư tử quay về 4 hướng chỉ cho chánh pháp của Đức Phật, có nghĩa là thể hiện cho sự lan tỏa của tôn giáo Đức Phật được truyền bá khắp 4 phương. Và về sau thì cột đá Asoka đã trở thành biểu tượng của đất nước Ấn Độ. Cô mời các con cùng tham quan tiếp một danh thắng rất nổi tiếng của Ấn Độ, đó chính là chùa hang Ajanta.
Chùa Hang Ajanta được tạo thành từ một dãy núi đá, nay thuộc bang Maharashtra, được hoàn thành căn bản vào thế kỷ thứ tư, gồm 29 hang, phủ đầy những bức vẽ nhiều màu sắc và hình chạm khắc kể về sự tích của Đức Phật. Và đến thế kỷ thứ bảy, khi nhà sư Huyền Trang từ Trung Quốc tới, ông đã thốt lên vô cùng kỳ vĩ và vô cùng tinh tế. Các bạn có biết nhà sư Huyền Trang là ai không? Nhà sư Huyền Trang chính là Đường Tam Tạng mà trong tác phẩm Tây Du Ký rất là nổi tiếng, các con đã từng xem. Ông đã đi qua Tây Thiên, đó chính là đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh đó các con. Như vậy thì chúng ta có thể thấy các công trình kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ nghiêng về những công trình tôn giáo và nó rất kỳ vĩ và đồ sộ, đúng không nào? Sau đây các con sẽ ghi cho cô nội dung phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu vào tập nhé. Nếu như thời gian trên bài giảng của cô không có nhiều để cho các con ghi bài thì các con có thể bấm tạm dừng để mà chúng ta sẽ ghi bài cho nó đầy đủ. Phần thứ tư là phần luyện tập. Câu hỏi cô đặt ra cho các con đó là: sự phân hóa trong xã hội cổ đại Ấn Độ được biểu hiện như thế nào? Đầu tiên, các con có hiểu từ phân hóa là gì hay không? Phân hóa có nghĩa là một xã hội sẽ bị phân ra thành nhiều các tầng lớp, nhiều các đẳng cấp khác nhau. Chúng ta sẽ cùng quay lại sơ đồ các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại nhé. Đây chính là sơ đồ các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Trong một xã hội bị chia ra thành nhiều các tầng lớp, các đẳng cấp khác nhau, và các đẳng cấp này sẽ được sắp xếp từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất. Chế độ đẳng cấp đó sẽ được bảo vệ bởi tôn giáo và những điều luật khắt khe. Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau, và những người thuộc đẳng cấp dưới phải phục tùng người thuộc đẳng cấp trên. Như trong phần 2 La Mã cô có giảng cho các con, đó là trong xã hội Ấn Độ cổ đại được chia ra làm 4 đẳng cấp. Trong đó, Brahman, Tăng Lữ là những người đẳng cấp cao nhất, và những người thuộc đẳng cấp thấp đó chính là những người Shudra. Và những người Shudra này sẽ phải phục tùng hoàn toàn những người thuộc những đẳng cấp trên. Và theo các con, tôn giáo nào đã bảo vệ việc phân chia xã hội thành các đẳng cấp? Theo con đó là đạo Bà La Môn hay là đạo Phật? Trong phần tôn giáo thì cô có giảng cho các con đó là Ấn Độ chính là quê hương của hai tôn giáo lớn trên thế giới là Bà La Môn giáo và Phật giáo. Thì trong đó Bà La Môn giáo chính là tôn giáo bảo vệ cái sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Còn Phật giáo thì với tư tưởng là mọi người đều được bình đẳng, mọi người sống bình đẳng, bác ái với nhau. Nội dung thứ hai trong phần luyện tập đó là trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Các con sẽ cùng trả lời câu hỏi với cô nhé. Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ chính là? Phần câu trả lời của cô là B, Bà La Môn giáo. Câu hỏi thứ hai, tôn giáo nào do Thích Ca Mâu Ni sáng lập? Câu trả lời không ai khác chính là A, Phật giáo. Câu 3, chữ viết của người Ấn Độ là? C, chữ Phạn. Câu 4, tác phẩm Ramayana và Mahabharata thuộc thể loại văn học nào? Hai tác phẩm này chính là thuộc thể loại sử thi. Câu 5,
Ngày nay, các chữ số từ 0 đến 9 do người Ấn Độ phát minh còn được gọi là hệ số nào? Còn được gọi là số Ấn Độ. Và câu thứ 6, công trình kiến trúc nổi bật của Ấn Độ cổ đại chính là chùa Hang Ajanta. Hướng dẫn tại nhà, các con sẽ tiến hành học bài, chuẩn bị tiếp cho cô là bài số 9, Trung Quốc cổ đại. Và tuần sau là tuần thứ 8, có một nội dung rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên lần 2, với nội dung đó là bài 6, Ai Cập cổ đại, bài 7, Lưỡng Hà cổ đại. Cô chào tạm biệt các con.